Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Lê Văn Lương từng giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội, là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ tiền bối tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. 83 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Văn Lương đã để lại nhiều tình cảm, những giá trị tinh thần lớn lao cho các thế hệ sau. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương, 28 tháng 3 năm 1912, 28 tháng 3 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số người thân trong gia đình và người con quê hương xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang để cảm nhận rõ hơn về con người và nhân cách cao quý của đồng chí. Hôm nay, những người con và cháu của đồng chí Lê Văn Lương lại đến nghĩa trang Mai Dịch để viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ người cha, người ông đã đi xa gần 30 năm. Và trong khu nhà ở đường Đội Cấn, quận Ba Đình vẫn đầy ắp những kỷ vật và nhất là tình cảm, sự thành kính đối với người chiến sĩ cộng sản kiên cường từng tham gia hoạt động cách mạng từ năm 15 tuổi, từng bị thực dân Pháp kết án tử hình rồi đầy ra Côn Đảo 11 năm. Ba tôi thì cũng không nói nhiều mà ít nói mà bằng những cái hành động cụ thể. Ví dụ ba tôi rất là quan tâm đến việc học hành và công tác của các con, nhưng mà ông không bao giờ ông giúp đỡ mà ông chỉ có hướng dẫn thôi, chứ ông không có cho các con cậy quyền cậy thế là con của một cán bộ cao cấp của nhà nước mà được ưu tiên trong những cái công việc của các con mà các con phải tự phấn đấu. Cha thường bảo rằng là cha chỉ có công sinh ra bọn con thôi, còn nuôi bọn con, giúp cho bọn con trưởng thành nên người là toàn là công của mẹ. Còn đánh giá những đóng góp của mẹ thì cha nói rằng là trong cái thành công của cha hôm nay thì 50% là cái đóng góp của mẹ. Đây là cầu Nghĩa Trụ được nâng cấp trên hệ thống mố trụ cầu cũ do đồng chí Lê Văn Lương, khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội, về đổ cầu bê tông đầu tiên để khởi công xây dựng từ năm 1981. Còn đây là nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ được đồng chí Lê Văn Lương về khởi công xây dựng năm 1981. Ông Quản Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trụ giai đoạn 1975-1989 vẫn nhớ rõ những lần đồng chí Lê Văn Lương về thăm quê, khởi công, khánh thành cầu, nhà truyền thống, hệ thống đường điện của xã. Thế mỗi một khi về thăm quê thường là bác quan tâm đến đời sống của dân, hỏi về tình sản xuất nông nghiệp, hỏi về phát triển ngành nghề chăn nuôi, rồi các cái mặt văn hóa xã hội. Đặc biệt là khi bác về thì bác cứ đi thăm các cơ sở như là mẫu giáo, rồi trường mầm non, rồi vườn cây, ao cá, tìm hiểu đời sống của dân. Sinh thời, đồng chí Lê Văn Lương từng nhiều lần về thăm quê hương, dựa vào chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang, chọn đời vì nước vì dân, nổi tiếng kiên cường bất khuất, sẵn sàng lên mái chém của giặc. Nhưng đồng chí Lê Văn Lương, trong mắt những người thân, người dân Hưng Yên, hiền từ và đầy nhân ái.